Ăn món này sao cho được đầy đủ dinh dưỡng để đá cho ha, bật cho ha. Hello, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục chương trình một mình làm ẩm thực mọi người ạ. Hôm nay mình quyết định rồi, mình đến đây chơi mà không làm được gì mọi người. Anh em đang làm nhà tranh hơi bị đẹp luôn, mọi người đang làm nên mình quyết định mình lên mình chuẩn bị đồ, mình đãi mọi người một món, đó chính là bánh châu chấu nha mọi người nha. Mọi người có biết cái món bánh châu chấu là món gì không? Đây là con châu chấu này, đã luộc sơ qua rồi nha mọi người nha. Đấy, vặt lông liếc cẩn thận rồi. Để bây giờ mình chế biến. Nguyên liệu gồm có một đĩa châu chấu siêu ngon, một túi bột mì đa năng cao cấp, một bát nước lọc, 4 quả trứng kẹp nào muôi, bột chiên giòn, muối, nước mắm nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ khuấy bột trước. Thật ra thì mình chưa làm bao giờ. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng đây là một mình khoai ấy. Thế là chỉ thay khoai lang bằng con châu chấu thôi. Ăn cho được hồi chất rồi nhỉ. Khoai lang hồi chất. Mình không giảm cân. Thế nên là mình làm món này. Nó nhiều chất. Thế anh em đẩy đá, đập đá cho nó mạnh, cho nó khỏe. Đấy. Làm gì trước nhỉ? Mình nghĩ là khuấy bột trước. Khuấy bột trước này. Cho bạn vào cái chậu đã sạch. Mình nghĩ là cho mọi người chơi. Cho tiếp theo là chim giòn. Mặn đấy. Nó bột cầu quý là không ngủ. Nêm luôn gia vị. Đấy. Cho tí muối. Tí nó nêm sau. Nêm tí nước mắm. Không, mình nghĩ nước mắm cho cuối. Có nên cho trứng luôn không mọi người nhỉ? Thôi mình trộn trước đã xong tí nữa cho chuối sau. Cho trứng sau. Ui, nó dính như keo luôn ấy. Đây là kiểu kéo mọi người ạ. Cho trứng vào thôi, cho trứng vào. Đấy. Tua. Nãy về nhà mai ta kiếm trứng gà ta nhưng mà không có. Lại đi xin tiền mua 4 quả trứng công nghiệp. Có trứng gà ta thì ngon nhất các mọi người. Trứng này mỏng dẻo, trứng này mỏng dính này, là mỏng dính này. Đấy. Cho nước vào. Ui, rượu có loãng quá không nhỉ? Ui,
Bây giờ mình sẽ tiến hành cho con châu chấu vào nhé mọi người nhá. Cho con châu chấu vào. Châu chấu lúa, châu chấu thượng hạng đấy. Siêu nhiều nhân đấy. Ngon chưa? Quá ngon. Hương vị đồng quê, hương vị quê lúa. Cảm giác là hơi bị loãng mọi người ạ. Mình nên cho mấy một tí nữa. À, cho tí mắm à, thơm. Mọi người tùy sở thích từng người nhé. Mọi người cho vị làm bánh ngọt hoặc là bánh nhạt hay là hoặc là bánh mặn đều được. Mình thấy món châu chấu này là món mặn nên mình sẽ cho món mặn. Ok nhá mọi người nhá, mình cho dầu vào. À sôi rồi mọi người ạ. Mình bây giờ mình sẽ múc con cào cào. Múc một muôi này là một cái bánh nhá mọi người nhá. Đỉnh chưa? Mình cho tiết kiệm dầu nên mình chỉ rán một cái bột thôi mọi người ạ. Để cho nó đỡ chen lớn nhau ấy. Nó dính vào nhau nó không giòn. Đấy. Wow, ok. Đang thử nghiệm cái đầu này xem thế nào. Ui. Bắt đầu vàng rồi ạ. Ui. Bắn. Vũ khí bí mật. Đấy. Cho nó xin lên đây. Cho nó xin lên đây để làm cái nước cho nó lại nhanh nhé. Ở đây mình sẽ chọn nhiều châu chấu. Quyền cáo với ai mà chân ngắn mà muốn treo lên đây thì không lên nhá mọi người nhá, rất nguy hiểm. Mà để là một chuyên gia đâu ấy, thế nên mới có thể treo lên đây để nhờ quan điểm này nhá. Cái bánh ngô luôn ấy, vàng rộn, đẹp luôn, hơi bị chất. Đấy, sẽ kế luôn một cái bánh khác vào. Đánh được. Cái chỗ đấy phải nhờ những cái viên đá à, to ra chú giúp cho anh bánh này. Ra chú giúp cho anh bánh này. Ra ăn lên đấy không? Ra đây, đánh lên.
Có cả bia này rớt về. Đi ra đây cho mọi người nghe. Không cởi nhẹ. Máy viên đá siêu đẹp luôn mọi người ạ. Nhìn món này hơi bị bắt mắt. Bánh khoai à? À bánh ngô à? Nhìn giống bánh khoai à? Bánh châu chấu đấy. Tao có ăn được châu chấu đâu. Có ăn được không đấy? Nhưng mà mấy anh ăn được. Bánh này có ăn được không đấy? Ăn được. Ăn được à? Ăn được, mà em chưa thử đâu đấy. Thử xem nào. Rồi chúng ta để ăn bánh. Ê, có cả bia rồi. Hôm nay Mao Đệ đãi anh em mình hơi ngồi đó. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Còn có 40.000 rồi. Ôi trời, thế này thì không được rồi. Ai à, kinh. Mao Đệ hôm nay lại làm được cái món ngon nữa. Đúng rồi. À, hiện tại là anh em mình đang triển khai tốc độ nhanh cái ngôi nhà. Ngôi nhà tranh của anh em mình nhá. Ngôi nhà đây, này là ngôi nhà đây. Sau anh em mình sẽ chuyển lên đây sẽ làm một dạng mới của ẩm thực giống như kiểu ẩm thực Trung Hoa ấy mọi người. Và sẽ không sẽ thay đổi theo một cách mới lạ nhé. Để xem như thế nào. Và cái thứ hai nữa là anh em sẽ đánh mạnh vào những cái món ẩm thực ngon. Sẽ có đầu bếp chuyên dụng nấu. Không phải nấu như anh em mình nấu mấy cái món tào lao bánh gì đấy. Bánh châu chấu. Xem nào. Hơi bị được đấy. Ăn món này anh biết là châu chấu đã xe rồi. Đầy đá mới ác. Từ từ mình cũng thử miếng xem mà ngon không nhá. Mặc dù mình dị ứng kệ ạ. Châu chấu chín chưa đấy? Chín. Giòn tan. Xem nào. Thành cách. Ngon đấy. Bánh mà nó cao cao. Bây giờ mình nấu bây giờ chưa thử mà ngạ. Bây giờ mình mới thử. Ngồi đó. Ui. Nhâm này. Chấm tương này. Nhâm kiểm châu chấu đâu ấy. Mời cả mọi người nha. Úi giời. Mà châu chấu hơi dai. Nè ăn châu chấu thôi. Châu chấu mà rán giòn lên trong mình nên nó làm thì ngon. Nhiều châu chấu quá. Ngon quá. Nhiều châu chấu. Nghe anh nhìn cái này nó béo béo vậy. Đánh em cảnh kia mày phải rán giòn cái châu chấu này lên xong rồi khoắng. Ngon phải rán châu chấu mới ngon. Rán châu chấu qua đi đã nhỉ. Thôi chót. Không lăn châu à? Tôi làm gì? Ui giời, dặn đây. Châu cũng dài lắm. À, không biết anh em. Chín hóc. Thằng kia bọn tặng châu ra này. Dạ, còn rát nữa. Châu. Đấy, con ngồi xuống đây, con ngồi xuống đây. Con nào ở ngoài đó, con giòn giòn tí. Biết đi. Không nó bãi chứ. Chúng, ở đây. Nhấm. Hoàng, được liếm. Sao lại hôi? Mà đi, sao lại hôi? À, thế nó tính... Tính hai em mình là vừa. Hai thì... em mình. Anh Cường không ăn được châu chấu, sao mà thằng Dương còn xin thích ăn mấy con bò sát này. Với đạt thì riêng mà khác chứ. Không còn ăn lợn nhỉ? Đây. À. Ngày kia lại hùng hóc cái chấu ấy. Cái món này cũng khá là ngon nhá mọi người nhá. Theo mình đánh giá khá là ngon. Trong béo ngậy từ bánh. Còn châu chấu thì đánh giá là chưa ăn thua lắm. Đáng nghĩa ra phải chiên giòn con châu chấu này. Chiên giòn con châu chấu này lên. Xong rồi mới bắt đầu làm bánh. Thì nó sẽ ngon hơn tại vì như bánh như là nó sẽ bị dai. Nhưng mà thôi. Tinh thần cao là tốt rồi. Thấy anh em làm việc. Thấy tấm lòng cao là tốt rồi. Thấy anh em làm việc mệt nhọc như thế là ok rồi. Ngon không xin? Được. Ngon không? Hả? Xin đầy nhai kỹ vào nhá. Có điều. Chúng làm chẳng ngon. Chúng chậu lên này mà kêu giòn này nhá. Hơi bị ngon đấy. Đỉnh đấy. Cả lòng mình chưa ai làm món này bao giờ mọi người ạ. Làm gì? Gọi cho chậu mà làm. Mình làm đầu tiên luôn. Mai. Mai thử món. Tiết canh cho chấu. Trời ơi. Giòn, giòn. Giòn. Chúng ta phải rang con cho chấu đi. Ồ, chiên giòn lên. Xong làm tiết canh. Rồi. Ok. Được. Mai anh sẽ làm cho anh em ăn cái món tiết canh châu chấu. Thôi. Chồi nhưng mà chối. Chiên giòn châu chấu. Chiên giòn đâu phải băm, đừng băm, để nguyên. Ai đi băm. À ơ, chứ bảo chiên giòn nhé. Để nguyên luôn châu chấu đi. Ai đi băm. Mẹ chấm đấy. Mẹ chấm đi á. Mẹ chấm đây.
Con ăn cho mồm nhai không lề chất canh. Chị cho mẹ mày tí đây này. Cho mẹ mày tí đây. Làm thơm chín cho tí ngon nha. Béo thế. Bánh. Cái bánh con. Ăn tí nữa dị ứng chết đấy. Chê à? Dị ứng chết đấy. Thôi chán. Mình làm ngốt việc đi. Nào, cánh này bố đi làm nốt. Bố nốt lon bia đã. Nào. Ăn châu chấu, mình không ăn đấy, ăn châu chấu. Hai cái càng kia nó hóc chết đấy. Hả? Đây. Hai cái càng kia nó hóc cái bò. Cái chỗ nào giòn đấy, những con ở ngoài này nó giòn đây, đây. Những con này giòn tan này. Đây đây con này này. Đấy. Này, con này này. Giòn tan này. Đang uống hết đi và làm nốt đây. Làm nốt đây. Đây. Con này. Ừ. Nó cái ngoài kia ngon lắm người ạ. Nó giòn ăn ngoài. Ôi, chào tất cả mọi người nhá. Hẹn mọi người clip tiếp theo, anh em mình sẽ làm một clip gì thật là độc lạ. Mọi người muốn anh em mình làm clip gì độc lạ thì mọi người comment ở bên dưới nha. Bye bye tất cả mọi người. Chào mọi người nhá. Nói này hôm nay là đạt 8 điểm con. Trên 10 điểm. 2 điểm dài. 2 điểm dài là 2 điểm dài. 2 điểm. Con châu chấu dài á. Châu chấu dài á. Nó chiên giòn nó lên là bye bye mọi người.